Chị nào là chị Hương ra nhận biêu gửi cho em với ạ. Em đây ạ. Biêu gửi của chị đây ạ. Khoan đã, đuôi số điện thoại của chị là bao nhiêu ạ? 6688. Đây không phải là biêu phẩm của chị. Đây là biêu phẩm của tôi mà. Không tin thì tôi cho anh xem lịch sử mua hàng. Nhìn người thì có vẻ ăn mặc lịch sự. Hóa ra là người mạo danh để nhận đồ người khác à? Không phải, đây là biêu phẩm của tôi mà. Được rồi, để tôi gọi xác nhận lại với chị Hương. Chị Hương ạ? Ồ, em nhận không ra, chị mới đi Thái về ạ? Sao, chưa nghe con trai tên Hương bao giờ à? À, không sao anh ạ, anh nhận biêu gửi cho em, biêu gửi của anh là 2 triệu ạ. Cái gì? Tận 2 triệu á? Vâng vâng, anh nhanh thôi em, để em có đi ship hàng nước khác. Điện thoại của chị đây, lần sau chị nhớ cẩn thận nhá. Em cảm ơn anh ạ. Biêu gửi của chị đây ạ.